Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài, Hà Nội vừa phát hiện số lượng lớn sừng tê giác trong hành lý của một công dân mang quốc tịch nước ngoài được vận chuyển trên chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam. Trước đó, tại sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng hải quan đã tiến hành kiểm tra một kiện hàng có biểu hiện nghi vấn trên chuyến bay từ Nam Phi và về sân bay Nội Bài. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các gói bọc giấy bạc chứa sừng tê giác được đối tượng ngụy trang cất giấu hòng qua mắt lực lượng chức năng. Hiện hải quan đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng đối tượng cho cơ quan công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.